Thí sinh số danh 287, lông ngắn, và đạt là SG1. Thí sinh 288 được đánh giá là cấp độ G1 trong nhóm chó lông dài. Quay lại được. Đây là con Play Vom Lê Khải. Hai anh bắt đầu tiếp tục đi bộ nữa. Hai con rất đi đi. Gọi đi. Gọi đâu. Cứ đi về trường thôi. Cắt quả bóng đi. Đi con 2 đi ạ. Cắt quả bóng đi, chồng lại. Thí sinh số danh 287, lông ngắn, và đạt là SG1. Thí sinh 288 được đánh giá là cấp độ G1 trong nhóm chó lông dài. Sau đây nhận xét của tôi về thí sinh số 287. Kích cỡ trung bình. Khá là bền bỉ. Sức khỏe tôi đánh giá mức độ trung bình. Khá là chắc chắn và săn chắc. Tỷ lệ cân đối ấn tượng rất là tốt. Bờ vai tốt. Lưng hơi thẳng. Cái máy mông là hơi bị ngắn và hơi bị dốc một xíu. Góc chân trước tốt. Góc chân sau rất tốt. Tỷ lệ ngực tốt ạ. Ở phần trước của chú chó tốt, chuẩn. Khi chú chó di chuyển xa và gần là chuẩn. Khi mà di chuyển bước chạy của chó thì cần thể hiện cái độ vươn xa và chõi dài hơn, tức là cảm chú chó cảm thấy là di chuyển phải là mạnh mẽ hơn. Là đặt SG1 cùng anh. Thí sinh tiếp theo là 288 ạ, lông dài. Chú chó là lớn ạ, thể lực khá tốt, khỏe. Phần sau khi di chuyển hơi bị lỏng, và chú chó này hơi bị dài. Màu mảng tốt và tôi ấn tượng tốt với chú chó này. Cái bờ vai tương đối là bị ngang. Cái đường lưng nó bị dài. Cái bờ mông ngắn và dốc. Cái hình thái đoàn trên tương đối ngắn và dốc. Góc chân sau tốt. Tỷ lệ ngực tốt. Hai chân trước là hơi bị choãi ra một hai bên.
Đi tới cũng như tới chuẩn. Khi mà đi trở lại thì là chúng ta có hơi xu hướng là hai chân bị choãi ra. Khi mà trên đường dinh thì chú chó này thiếu sự vươn xa xa khi chạy à? Khi chạy thì cái lưng của chú chó này hơi thẳng. Và chú chó này không cho thấy cái sự săn chắc của cơ thể khi trên đường chạy à? Cảm ơn anh. Và anh được G1 ạ.